Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại quay cho quý vị và các bạn một cái mảnh giấy gồm có một H3, miếng này có hai sổ, và trên cái con đường ngay sau lưng Giáp này, mà Giáp thấy nó là hàng rào đâu không phải là đường đâu, mà nhưng chính ra nó lại có con đường các bạn ạ. Mà trong sổ có thể hiện đường luôn, cái đường này chạy thẳng ra kia, đường này chả ai đi mấy nên là có màu xí xùm, nên mà trong Google nó cũng thể hiện đường thì mới ác chứ đấy. Đó, đây là một cái con đường chính xác là thể hiện trong sổ và chạy thẳng ở trong kia. Tí Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem. Một cái H3 này nó nằm ở xã Ia Bia, huyện Chư Bờ Rông của tỉnh Gia Lai. Miếng đất này thì chủ nhà đã chia ra làm 4 khoảng. Một khoảng trồng cà, một khoảng trồng đậu phộng, tức là trồng lạc, một khoảng trồng bắp, một khoảng trồng mì. Trước đây á, thì là chủ nhà là trồng tiêu. Trồng tiêu thì tiêu chết hết rồi, bây giờ rổ chủ tiêu đi bán rồi, bây giờ chỉ còn những cái này thôi. Và từ đây mà đi ra đến trung tâm ủy ban thì tầm độ khoảng 5 km. Mà từ đây đi ra đến cái đường tỉnh lộ 675 thì tầm độ khoảng 900 đến 1 km. Và hiện tại bây giờ thì cà đây, cái giá mong muốn của chủ nhà là 680 triệu. Miếng này cũng khá rẻ. 680 triệu là chủ nhà nói là nếu mà mình người mua mà thu thì là đúng 680 triệu. Còn nếu mà cho chủ nhà thu thì 670 triệu. Sổ sách thì hai bên đều đều lo nhé các bạn. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho cụ thể cho mọi người cùng coi. Thì đây là cái con đường các bạn ạ. Này, cỏ mọc kinh không? Đó, giữa cái đường đây nhìn như hàng biên đấy nhưng mà là con đường các bạn ạ. Đó, đây là đường đi này, có vết xe đi đây. Có thể hiện trong sổ hẳn hoi, thì thông từ đây ra đến đường tỉnh lộ 675 kia tầm độ khoảng 900 m đến một cây, và kéo điện thì tầm độ khoảng 700 m kéo điện. Và hiện tại bây giờ thì cây này đã có giếng nước cưới tưới quanh năm không hết. Thì trước đây là chủ nhà có trồng tiêu, thì cà ở cái mé này khi các bạn vào coi thì cà nó hơi xấu một chút. Đó, mảnh đất thì đất đỏ và nó có pha một xíu xíu xíu, gọi là xíu xíu xoài thôi. Thì đây là cà. Đó, cà phê ở ngoài này thì nó hơi xấu các bạn ạ, nhưng mé kia thì rất ok. Cà phê người ta bảo cũng thu được tầm độ khoảng 15 đến 20 triệu tiền cà một năm. Thì đường đây các bạn thấy đường như hàng rào nhưng mà thể có thể hiện trong sổ và có thể hiện trên Google Map luôn. Đây là cái con đường đi gọi là đường mòn. Thì cà phê ở đây các bạn ạ, cà phê thì nó hơi ngoài này nó hơi lèo tèo. Đấy, nói chung là cà phê thì hơi lèo tèo nhưng mà được cái là đất được. Thì chỗ này thì chủ nhà là trồng lạc này các bạn. Đó, chỗ này là chủ nhà cũng đã trồng toàn bộ là lạc. Rồi cái mé trên kia trồng mì, mé trên kia trồng bắp. Đất hơi bị bằng luôn các bạn nhé. Đây, mình ngồi xuống cho các bạn nhìn này. Đất tương đối bằng luôn. Đó, tương đối bằng và hàng hàng lối trồng lạc này thẳng ra phết các bạn ạ. Cà phê thì cũng bình thường thôi. Thế bây giờ mình sẽ đi vùng quanh cho mọi người cùng quay. Thì mình đi nuôi xuống đây. Trồng lạc thì lạc cũng đẹp các bạn ạ. Nói chung là chia ra làm 4 mảng. Thì giáp danh với cái vườn điều dưới kia là hàng biên nhé các bạn. Biên mốc. Cái này nó có hai sổ nhé mọi người. Đó, có hai sổ đây này. Cái đường đi thế này đây các bạn, đường các ông này không chịu đi nên là cỏ nó mọc nhiều quá. Nhưng mà không có phải lo vì cái đường này là có trong sổ rồi. Thì hiện trong sổ là đường đất rồi. Đây là các cái cây lạc, thường thường gọi là cây đậu phộng. Và mé bên kia thì chủ nhà cũng có trồng bắp, bắp tốt lắm. Chất đất thì cũng được các bạn ạ. Đây này. Đất thì cũng đất đỏ. Đất này thì trước đây là chủ nhà có trồng tiêu nhưng mà do là tiêu nó chết hết rồi nên là bây giờ nợ mới phải bán các bạn. Chứ thực ra cái giá này cũng rẻ thôi. Đất thì bằng lắm. Đó, cái này thì của mình là tới cái vườn điều kia các bạn nhá. Hết cái vườn bắp này, đấy đến cái cây cao cao kia kéo hết cái vườn điều đấy, chạy thẳng lên kia. Miếng đất thì trông cũng khá vuông vức các bạn ạ. Nguyên cái vườn bắp này. Còn đây là nguyên cái vườn lạc. Bán nguyên cái vườn lạc này. Các bạn ơi, các bạn mua về rổ lạc luộc ăn ngon lắm. Lạc luộc bắp mua luôn xong một bẻ bắp luộc. Có mấy trăm triệu thôi. Đấy. Lạc thì các bạn thấy có được không? Mình cũng phải lạc ở trên kia có mì. Trên kia có cà, nói chung là cũng đủ các món hết đấy. Thập cẩm hết đấy là các bạn. Nguyên đây, nó giáp danh với cao su gì cả. Hết cái cà cà phê xanh xanh kia nhá. Bây giờ đất của mình là nó tới cái vườn điều ấy. Đấy các bạn nhìn là nó hết cái vườn điều kia. Hết cái đám cà đấy, hết vườn điều. Và lạc đây, thì toàn bộ khu đây. Đó, nó giáp danh với cao su. Bây giờ Giáp sẽ đi lên cho mọi người xem mì nhá. Mì thì đây là bắp, bắp ở bên này. Mì ấy thì chủ nhà ấy trồng cái mì giống mới nên là lá nó xoăn 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 hết đấy các bạn. Xun xun luôn. À, toàn bộ khu đây thì cũng được các bạn ạ. Giá thì cũng rẻ, đất thì bằng lắm ấy. Đấy, tương đối bằng luôn. Đường xá thì có thể hiện rồi. Các bạn muốn thì mình gửi vào map cho các bạn xem trên bản đồ là được. Đây, đang đang làm cỏ mì các bạn ạ, cỏ mọc. Kinh không? Cỏ tốt là mì tốt. Đó, thì toàn bộ đây trên kia có cái giếng, hình như ở đây có hai giếng hay sao ấy. Anh ở đây có hai giếng đúng không? Ừ. Các bạn ơi, ở đây có hai cái giếng đào. Nên là các bạn đừng có lo hết nước nhé. Xem nào. Ui. Ui, giếng này có con ếch to thế. Anh ạ. Dưới giếng này có một con ếch to đấy.
Dưới này có một con ếch các bạn ạ, ếch to. Đây, đất của mình thì đến tận vườn điều các bạn kìa. Nó toàn bộ cái vườn bắp này. Và thêm cái đây là mì giống cũ thì cái lá nó đẹp. Nhưng mà mì giống mới thì lá cứ xoăn tít tít các bạn ạ. Chả biết cái lá nó xoăn thế này thì là củ nó như thế nào. À, củ củ được không chị? Rổ thử chưa? Chưa củ đâu. Đấy, nên lá xoăn lắm các bạn đây này. Đấy. Ở bên 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 này lá nó mịn, nó không xoăn đâu các bạn ạ. Lá bên này thì ngon. Đây, đất nó rất là phẳng nha các bạn. Đấy, tương đối phẳng. Đây cũng có mấy cây bơ. Còn cái lá bên này thì xoăn tít. Tại vì cái mì này là mì giống mới. Đó. Thì đây là mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi ráp vào cái hàng biên nhá. Mọi người nhá. Hàng biên của mình như này. Thì ông kia ông ấy khôn hơn, ông ấy lại rộng cái giống cũ các bạn ạ. Giống cũ thì lá nó mịn bên đây. Lá nó mịn mà tốt lắm. Cái mì ông hàng xóm này tốt kinh khủng luôn. Còn mì nhà mình ở bên đây thì hơi hơi đẻo một tí. Nhưng mà không sao các bạn. Đây hàng biên này, các bạn thấy hàng biên rất rõ. Chạy vào đến cái hết cái vườn điều kia. Cắt hết vườn điều kia, cắt thẳng xuống dưới đường. Hết toàn bộ khu này luôn. Đấy, toàn bộ cái khu này. Tít thì tịt xuống tận dưới kia luôn đấy. Đó, chỗ ra vừa đi đã hết toàn bộ khu đây. Rồi cả cái lùm cây này luôn. Chạy thẳng lên cái vườn điều trên đây này các bạn này. Đấy, hết vườn mì này luôn, bám hết lên cái cao su này, thẳng cái mốc này. Đó, thẳng cái mốc này tít ra kia. Đây mì ông hàng xóm này các bạn thấy tốt không? Vì ông xóm lá đẹp không? Lá là người ta mượt này, mình cứ xoăn xoăn này. Xoăn như là lông xoăn này. Đó, hàng biên đây các bạn. Đất này nó tương đối vuông mà rất là phẳng cho các bạn nhìn, những cái cây mì nó lên rất là đều, thế là các bạn thấy miếng đất rất phẳng luôn đấy. Thì Giáp cũng đi vùng quanh này. Nó giáp cái cao su kìa các bạn ạ. Bắt đầu thở, chuẩn bị thở ra hơi ra khói à. Đấy, có chim bay kìa các bạn ạ. Đấy, cao su bên này thì có 1-2 hạt cao su của người ta. Cái mì của ông hàng xóm này đẹp thế các bạn ạ. Này. Đấy, đẹp không? Mì nhà mình thì chả ra cái gì. Nhưng mà tại cái ông này ông ấy trồng cái giống mới, nếu mà giống cũ thì nó cũng đẹp như cây này này các bạn. Đây là cây giống cũ này, đây chưa? Các bạn thấy lá đẹp không? Đấy. Nhưng mà cái ông này ông ấy trồng giống mới, đất thì đất đỏ. Đất đỏ đi dính hết chân các bạn. Cỏ mọc đầy, nhà ông này nó đang làm cỏ. À, ông hàng xóm đây, nhà mình đây. 1 ha 3. Tổng là 1 ha 3. Thì 1 ha 3 thì theo giáp thì ok rồi. 1 ha 3 với cái giá này thì mình mua thì mình trồng cái gì cũng được các bạn ạ. Đất đỏ mà. Với cái giá này thì cũng ok, đường xá thì đi được. Đó. Các bạn cứ mua các bạn cái trồng trồng cao su cũng được. H3 hoặc là trồng cà, hoặc trồng cái gì cũng được. Ai à, quên, đi quay cho các bạn xem cái giếng thứ hai. Hai giếng. Tại vì trước đây nhà, gia đình có trồng tiêu nên là đã ngâm cứu nước non là ok hết nha các bạn. Tiêu ấy, cây tiêu thì nó tưới nhiều lắm. Cà phê dưới kia, cà phê thì cũng đẹp. Nói chung mé ngoài thì nó hơi xấu tí thôi. Còn bên trong thì cũng được các bạn ạ. Nắng quá. Quá nắng mà mệt đấy chứ. Đói đấy chứ. Đây là có cái gì đây? Ui, nắm. Ây à. Ui. Ui các bạn ơi, da bị ong đốt rồi. Ây da. Ô. Ui da bị ong đốt rồi mọi người. Ây da, đau quá. Chết rồi. Đốt đúng ở đây các bạn ạ, đốt đúng vào ngón tay cái này luôn. Đúng bố thế. Các bạn ơi, đây thêm một cái giếng nữa này. Cái giếng này thì gia đình là bây giờ chưa kéo điện thì tưới máy nổ nha các bạn. Ây da, da bị ong đốt rồi, đau quá. Xem này có ếch không? Ui, đây có ếch đấy các bạn ạ, mấy con ếch kìa. Ui, ong đốt rồi, đau quá các bạn ơi. Ong đốt đúng cái ngón cái này. Ui. Đây các bạn ạ, toàn bộ chỗ này nó rất là bằng mặn nha các bạn. Ai mà yêu miếng này thì điện cho mình nhá. Mình xin chào các bạn, ong đốt rồi đau lắm rồi, không nói chuyện này nữa. Ô, xin chào tất cả mọi người nhé.